Sáng 4 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam, 41 tuổi, trú xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá đảng, nhà nước. Khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Nam, cơ quan chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 2 USB, 1 laptop, 307 trang tài liệu, 10 video clip có nội dung tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nam là đối tượng phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng, nhà nước trong thời gian khá dài. Dù được các cấp chính quyền tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng Nam không những không từ bỏ mà tiếp tục chống phá quyết liệt hơn. Năm 2021, sau khi chấp hành xong hình phạt tù do gây rối trật tự công cộng, Nam trở về địa phương không chịu cải tạo, mà tiếp tục tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải phát tán tài liệu, hình ảnh, video clip, thậm chí livestream để tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo dân tộc, xúc phạm danh dự nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước.